cầm hai cái VinFast này này, vượt năm săn taxi. Cầm nhỏ gọn, hai cái có wifi luôn, trên da Sony. Xe của bác Phượng à, giàu mấy ngàn chiếc rồi. Cái này tổng hãng dán đúng không? Dạ. Tổng hãng dán đúng không? Thì công ty nó nóng à, xịn nha, xịn là dán với cơ bản thôi, chỉ có xịn là mát.